Hiện nay DMG-GM có hai loại kim cương nhân tạo đẹp và cứng như là kim cương thiên nhiên 100%, đặc biệt hơn nữa sáng chiếu lấp lánh và có linh khí như là kim cương thiên nhiên. Kim cương nuôi gọi là kim cương lab diamond được giám định bởi IGI và GIA. Loại thứ hai là Moissanite de Arizona gồm có 198 giáp cắt. Xoàng Moissanite de Arizona Super Brilliant Fire Cut gồm có 198 giáp cắt, 1 carat nước DFL $500, 2 carat $1,000, 3 carat $1,500. IGI nước DVS1 1 carat $1,600, IGI nước EVS1 1 carat $52,100, IGI nước FVS1 2 carat $2,400, IGI nước GVS1 2 carat $52,500. GIA nước DVS1 1 carat $2,300, GIA nước EVS1 1 carat $53,150, GIA nước FVS1 2 carat $3,800, GIA nước GVS1 2 carat $54,250. Xin gọi DMJ James 480-289-1696 hoặc Zalo 480-289-1696. YouTube DMJ James, free shipping, free refund, giá wholesale và đăng kênh đại lý trong và ngoài nước. Website dmjjames.com. Xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả của đài truyền Việt Pay TV. Kính thưa quý khán giả của Việt Pay TV, mặc dù ngân hàng trữ kim RBA không gia tăng lãi suất, thế nhưng theo các chuyên gia thì những nỗi đau về lãi suất chỉ mới bắt đầu và có lẽ còn kéo dài cho đến tận cuối năm 2024 khi RBA giảm hạ lãi suất. Trong sinh hoạt chính trị, Thủ tướng Albanese xác nhận khó đạt được thỏa thuận với đảng xanh liên quan đến dự luật xây nhà xã hội HAFF. Và trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, nhiều nghị sĩ đề nghị nước Úc nên ra lệnh cấm sử dụng trang mạng WeChat của Trung Quốc vì lo ngại tình trạng gián điệp quốc tế. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ Tư, 20 tháng 8, 2023 của Vietpay TV. Đầu tiên là tin liên quan đến RBA, lãi suất không gia tăng, nhưng cơn đau về lãi suất chỉ mới bắt đầu. Ngân hàng trữ kim RBA ngày hôm qua đã tuyên bố sẽ không gia tăng lãi suất trong tháng 8. Điều này có nghĩa là lãi suất tiền mặt tiếp tục được duy trì ở mức 4.1%. Và nhiều người cho rằng người có nợ thế chấp có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Thế nhưng trong thực tế, nỗi đau về việc lãi suất liên tục gia tăng chỉ mới bắt đầu. Phát biểu sau phiên họp hội đồng quản trị ngày hôm qua, thống đốc Philip Lowe nói rằng việc lãi suất gia tăng quá nhanh trong thời gian qua là để kềm hãm đà gia tăng của tỷ lệ lạm phát. Cũng theo lời ông Philip Lowe, thì lạm phát tại Úc sẽ tiếp tục giảm hạ xuống còn 3.5% vào cuối năm tới 2024 và sau đó sẽ trở lại mức độ ưa chuộng của RBA là từ 2 cho đến 3% vào thời điểm cuối năm 2025. Tuy vậy, ông Philip Lowe cũng không quên cảnh báo rằng chính sách tiền tệ có thể cần phải thắt chặt hơn nữa để đảm bảo lạm phát giảm hạ trong khung thời gian hợp lý. Và mặc dù ngân hàng trữ kim RBA đã không gia tăng lãi suất trong tháng 7 và tháng 8, nhưng điều này cũng không có nghĩa là những người đang có nợ thế chấp cảm thấy thoải mái hơn. Ngược lại thì những ảnh hưởng tiêu cực của việc gia tăng lãi suất liên tục trong 12 lần nay chỉ mới bắt đầu, đặc biệt là đối với hàng triệu hộ gia đình đã có những khoản vay cố định trong thời gian vừa qua. Cuộc khảo sát căng thẳng thế chấp mới nhất của công ty Roy Morgan cho thấy có đến 28.7% hộ gia đình đang trong tình trạng căng thẳng về tài chính, cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ 7.25% của năm 2008 khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu xảy ra. Ngoài ra, vẫn hãy còn khoảng 400.000 khoản thế chấp đang có lãi suất cố định được lên kế hoạch chuyển sang lãi suất thay đổi, tức là cao hơn đáng kể trong thời gian còn lại của năm nay 2023. Nhắc lại là doanh số bán lẻ của nước Úc trong tháng 6 đã giảm 0.8%, lý do là vì người tiêu dùng tại Úc đã thắt chặt chi tiêu, không mua sắm nhiều kể cả những mặt hàng thiết yếu. Trong khi đó, mức độ tăng trưởng trong lĩnh vực tư cũng đã chậm lại
ở mức 0.2% trong tháng 6. Và đây là mức giảm rõ rệt nhất so với tốc độ 0.6% trong tháng 4 hoặc 0.4% trong tháng 5. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp tại Úc vẫn đang ở mức thấp nhất lịch sử là 3.5%. Điều này có nghĩa là áp lực gia tăng tiền lương vẫn hãy còn. Và với việc nước Úc đang đón nhận một nhân số di dân kỷ lục, nền kinh tế cần phải tạo ra khoảng 35.000 việc làm mỗi tháng để giữ tỷ lệ thất nghiệp ở mức ổn định. Và đây gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Và một khi tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt lên mức 4.5%, thì việc có được một việc làm và một thu nhập ổn định sẽ trở nên khó khăn hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng triệu hộ gia đình. Kế đến là tin sinh hoạt tài chánh. Lãi suất không tăng là một ưu đãi đối với các doanh nghiệp nhỏ trong bối cảnh người tiêu dùng hạ giảm chi tiêu. Việc lãi suất tiền mặt liên tục gia tăng trong năm qua đã khiến người tiêu dùng phải thắt lưng buộc bụng, hạn chế chi tiêu, ngay cả đối với những mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu như là bánh mì và sữa và nhiều loại thực phẩm khác. Chủ nhân của một tiệm tạp hóa ở khu vực North Bendigo tại tiểu bang Victoria, bà Donna Tohi cho biết là bà đã kinh doanh tiệm này hơn 8 năm, nhưng chưa bao giờ cảm thấy khó khăn như hiện nay. Theo bà Tohi, thậm chí đã phải giảm $2 cho các loại bánh hamburger, thay vì phải bán với giá $12 thì nay chỉ bán $10, thế nhưng vẫn không có nhiều người muốn mua. Và cũng theo bà Tohi thì tình hình kinh doanh hiện tại của bà còn tệ hơn cả thời đại dịch Covid-19. Kinh tế gia trưởng của ngân hàng Bendigo là ông David Robinson cho biết sự sụt giảm chi tiêu của khách hàng mà bà Donna Tohi đang chứng kiến hiện nay cũng đang xảy ra cho hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ khác trên khắp Úc Châu. Và theo lời ông Robinson thì việc lãi suất gia tăng đã và đang khiến việc chi tiêu của cư dân tại hai tiểu bang lớn nhất nước Úc là New South Wales và Victoria giảm mạnh, khiến doanh thu bán lẻ cũng sụt giảm nghiêm trọng. Cũng theo nhận xét của ông Robinson thì việc ngân hàng rủi kim RBA không tăng lãi suất sẽ mang lại một số ưu đãi đối với các doanh nghiệp nhỏ. Trong khi đó, giám đốc điều hành phòng thương mại và công nghiệp tại Victoria là ông Bo Gura cũng cho biết là các doanh nghiệp hiện có thêm một tháng để cố gắng phục hồi vì lãi suất đang dậm chân tại chỗ. Tuy vậy, ông Robinson vẫn cảnh báo có thể sẽ còn thêm một đợt tăng lãi suất khác trong năm nay do năng suất lao động thấp, thị trường lao động đang bị thắt chặt và tiền lương thì lại đang gia tăng. Sau đây là tin liên quan đến lĩnh vực gia cư. Thủ tướng Albanese xác nhận việc đóng băng tiền thuê nhà là không thể. Bế tắc trong chính sách nhà ở vẫn chưa thể giải quyết sau khi Thủ tướng Albanese xác nhận là chính phủ lao động không thể thỏa hiệp với đảng xanh trong việc đóng băng tiền thuê nhà. Phát biểu trên đài phát thanh ABC sáng hôm nay thứ Tư, Thủ tướng Albanese đã bày tỏ sự thất vọng về những bế tắc mà chính phủ đang gặp phải khi dự luật về quỹ xây nhà xã hội gọi là Housing Australia Future Fund và được gọi tắt là HAFF khó có cơ hội thông qua tại Thượng viện bởi vì chính phủ lao động của ông không thể đạt được thỏa thuận với đảng xanh về việc đóng băng tiền thuê nhà để bảo vệ quyền lợi cho người đi thuê. Theo lời Thủ tướng Albanese thì ông đã nói chuyện với lãnh tụ đảng xanh là ông Adam Band vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, những gì mà đảng xanh yêu cầu là điều chỉ có thể thực hiện được ở cấp tiểu bang và lãnh thổ. Hay nói một cách khác, đảng xanh cần phải đàm phán với các thủ hiến, chứ không phải là đàm phán với thủ tướng. Trong khi đó, thông tin từ Quốc hội cho biết là các cuộc đàm phán giữa chính phủ lao động và đảng xanh cũng như các nghị sĩ độc lập về dự luật đầu tư nhà xã hội HAFF trị giá $10 tỷ sẽ được tiếp tục trong tuần này. Mặc dù vậy, theo các chuyên gia, thì cho đến thời điểm này vẫn chưa có một ánh sáng nào cho thấy là chính phủ có thể đạt được thỏa hiệp. Lý do mà đảng xanh chống đối dự luật HAFF là bởi vì chính phủ Albanese chỉ cam kết đầu tư $500 triệu mỗi năm để xây dựng nhà xã hội. Và trong vòng 5 năm, số tiền tối này chỉ có thể xây dựng được 30.000 căn nhà. Đây là một con số quá ít so với nhu cầu hiện nay. Và đảng xanh mong muốn là chính phủ có thể chi $2.5 tỷ mỗi năm để xây nhà xã hội. Ngoài ra, đảng xanh cũng yêu cầu chính phủ phải ra lệnh đóng băng tiền thuê nhà
hoặc là đưa ra mức hạn chế về việc gia tăng tiền thuê. Thế nhưng cả hai yêu cầu này đều nằm ngoài tầm với của chính phủ liên bang. Kế đến là tin an ninh quốc phòng. Lệnh cấm WeChat được thúc giục bởi các nghị sĩ do lo ngại về gián điệp Trung Quốc. Nhiều nghị sĩ tại Quốc hội liên bang đã kêu gọi chính phủ nên có những hạn chế chặt chẽ hơn đối với các nền tảng truyền thông xã hội, bao gồm cả lệnh cấm đối với dịch vụ nhắn tin WeChat của Trung Quốc vì lo ngại sự can thiệp gián điệp từ nước ngoài. Báo cáo của các nghị sĩ trong việc điều tra cách thức mà các cường quốc nước ngoài sử dụng mạng xã hội để can thiệp sinh hoạt tại Úc đã đưa ra 17 khuyến nghị, bao gồm các quy định minh bạch hơn. Và trong số các trang mạng xã hội đang hoạt động tại Úc, báo cáo này đã bày tỏ mối quan tâm lớn nhất đối với các cơ quan tình báo của Trung Quốc, yêu cầu các công ty mẹ của TikTok và WeChat bí mật hợp tác với họ. Và các nghị sĩ cho biết, chính phủ liên bang nên ban hành lệnh cấm WeChat trên các thiết bị của chính phủ, đồng thời cũng nên mở rộng lệnh cấm TikTok hiện tại đối với các thiết bị do các nhà thầu sử dụng. Theo báo cáo này, thì các công ty như là WeChat hoặc là TikTok hiện nay đang đại diện cho những rủi ro an ninh quốc gia, bởi vì các công ty mẹ của họ là công ty ByteDance và công ty Tencent có trụ sở tại Trung Quốc và cần phải tuân theo luật an ninh quốc gia. Ngoài ra, báo cáo cũng cho biết sự can thiệp và hoạt động gián điệp của nước ngoài là mối đe dọa an ninh lớn nhất mà nước Úc đang phải đối mặt. Nhắc lại là vào tháng 4 vừa qua thì chính phủ liên bang cũng đã ra lệnh cấm sử dụng TikTok trên tất cả điện thoại di động của các chính trị gia và công chức do những rủi ro lớn về bảo mật và quyền riêng tư. Kế đến là tin từ New South Wales, nhân viên y tế đe dọa đình công vì không đồng ý mức tăng lương 4%. Các sự kiện thể thao lớn tại tiểu bang New South Wales có nguy cơ không thể diễn ra vì các nhân viên y tế đã từ chối hiện diện như là một phần của cuộc đình công nhằm chống lại đề nghị tăng lương 4% mà chính phủ lao động Chris Minns đã công bố. Nhắc lại là vào tuần trước, chính phủ New South Wales đã công bố tăng lương 4% cho tất cả nhân viên chính phủ, bao gồm cả nhân viên làm việc trong lĩnh vực y tế. Thế nhưng Liên minh Dịch vụ Y tế gọi tắt là HSU cho rằng mức gia tăng 4% là không thỏa đáng, và do đó họ đã đe dọa là sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc đình công nhằm mục đích đòi hỏi mức tăng lương cao hơn. Đại diện của Liên minh HSU là bà Tisa Oxley cho biết, thật đáng thất vọng khi chính phủ Chris Minns đã không công nhận những đóng góp của tập thể nhân viên y tế đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe của tiểu bang. Theo lời bà Oxley, thì các thành viên của Liên minh HSU sẽ không tham dự các sự kiện thể thao của New South Wales với tư cách là nhân viên y tế, trừ khi họ nhận cuộc gọi khẩn cấp từ 000. Và cũng theo lời bà Oxley, thì các sự kiện thể thao lớn, chẳng hạn như những trận chung kết ASL hoặc là các cuộc đua ngựa, đều cần có mặt của nhân viên y tế, vì hầu như lúc nào cũng có người bị chấn thương. Nhưng nay thì những nhân viên y tế này sẽ không có mặt tại các sự kiện thể thao nói trên. Thay vào đó, nếu có người bị chấn thương, thì ban tổ chức nên gọi số 000 để được giúp đỡ. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, nếu không có nhân viên y tế túc trực tại các sự kiện thể thao lớn, thì những hoạt động này lại không thể diễn ra. Điều này cho thấy tầm quan trọng của nhân viên y tế, và do đó họ xứng đáng được tăng lương cao hơn mức 4%. Cuối cùng là tin liên quan đến thời tiết khắc nghiệt, cảnh báo 70% khả năng xảy ra hiện tượng El Nino tại Úc. Ngày hôm qua 1 tháng 8, Tổng nhà khí tượng BOM đã lên tiếng cảnh báo là hiện tượng El Nino có thể xảy ra trong những tuần sắp tới, khiến thời tiết ở Úc càng trở nên nóng và khô hơn. Theo BOM, có đến 70% khả năng là hiện tượng El Nino sẽ xảy ra. El Nino thường gây ra tình trạng hạn hán ở khu vực miền Đông, ảnh hưởng đến vụ lúa mì của khu vực này. Và các hiện tượng El Nino được đánh dấu bằng một nhiệt độ nước biển ấm hơn trung bình ở trung tâm phía đông Thái Bình Dương gần xích đạo, và thường xảy ra mỗi 2 đến 7 năm và kéo dài từ 9 cho đến 12 tháng. Hiện tượng El Nino có liên quan đến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt khác, bao gồm cả lượng mưa lớn ở khu vực Nam Mỹ đến hạn hán ở Úc và ở châu Á. Và các chuyên gia lo ngại
là chu kỳ El Nino mới này có thể là một trong những đợt mạnh nhất trong nhiều thập niên qua. Nhắc lại là đầu tháng 7 vừa qua thì Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cũng đã cho biết hiện tượng El Nino đã xuất hiện trở lại ở khu nhiệt đới của Thái Bình Dương lần đầu tiên trong 7 năm và có thể khiến nhiệt độ trên khắp thế giới tăng cao hơn mức bình thường. Với những bản tin vừa rồi, Kim Hoàng xin tạm dừng chương trình tin tức của Vietfay TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kim Hoàng xin tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình tin tức vào lúc 10 giờ sáng ngày mai.